Xin chào các em, chúng ta tiếp tục học môn xác suất thống kê ứng dụng phần bài tập ước lượng kiểm định bài 7 ước lượng và kiểm định tỷ lệ dữ liệu sơ cấp dữ liệu thứ cấp một nhỏ tóm tắt lý thuyết. Trong giờ lý thuyết chúng ta đã có được là khoảng tin cậy 100 nhân với 1 trừ alpha phần trăm cho tỷ lệ P là như sau, với điều kiện là n nhân p lớn bằng 5, n nhân 1 trừ p cũng lớn hơn bằng 5. Trong đó p mũ x dưới này là tỷ lệ mẫu. Tất nhiên là khi tỷ lệ tổng thể của mẫu khi tỷ lệ của tổng thể thể chưa biết thì chúng ta có thể ước lượng bằng tỷ lệ mẫu p mũ x. Do đó điều kiện cự mẫu lớn chính là n nhân p mũ x lớn bằng 5, n nhân 1 trừ p mũ lớn hơn bằng 5. Được chưa? 2. Kiểm định tỷ lệ, bảng tóm tắt về mặt kiểm định vừa nãy là khoảng tin cậy và đây là tỷ lệ. Chúng ta cũng tương tự như phần kiểm định trung bình, tuy nhiên cái z nó là p mũ x trừ p0 chia cho căn bậc 2 của p0 nhân 1 trừ p0 chia n. Nó thay một chút khác biệt. Rồi. 3. Ví dụ minh họa. Ví dụ 6.a. Ban giám đốc một công ty có rất nhiều công nhân muốn xét nâng bậc lương. Ban giám đốc muốn kiểm tra lại tỷ lệ này nên là thành lập một hội đồng rồi chọn ngẫu nhiên 150 công nhân xét thành tích. Từng người một thì thấy có 105 người đáng được tăng lương. Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ đáng được tăng lương. Chúng ta không cùng nhau phân tích đề như sau. Như trong đề thì chúng ta có cái câu là ngẫu nhiên 150, thấy 150 105 người được tăng lương khoảng tin cậy 95%. Như vậy cái thứ nhất thì cho chúng ta là n, cái thứ hai là cho chúng ta là x, cái thứ ba là khoảng tin cậy. Như vậy chúng ta có như sau. Từ đó chúng ta phải có là trình bày như sau. Đoạn đầu này, kể cả trình bày bằng phần mềm sử dụng phần mềm R hay không sử dụng R thì đều phải dùng đoạn hết. Khoảng tin cậy đáng được tăng lương. Tra bảng những Z 0,025 chúng ta tra được như sau bằng 1,96. Và chúng ta thay vào công thức ở vế trái. Vế trái công thức 62 0,6267. Tra vào công thức ở phía phải. Bộ máy 0,7733. Như vậy khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ công nhân đang tăng lương là 62,67% đến 77,33%. Bây giờ sử dụng phần mềm R như thế đã nói ở trên ở đoạn đầu y hệt như trên. Nên đây chúng ta sẽ không điều chỉnh liên tục. Lệnh như sau: varop.test x bằng 105, n bằng 150, con f chấm level 0.0595 correct bằng false. Chúng ta sẽ xem kết quả. À, như vậy chúng ta đọc nó ra đây, khoảng tin cậy nó đây 62 0,62 2402 6.224.202 đây là 7.675.917 đúng không? Rồi quy phần trăm như sau hoặc để nguyên được. Nó so với cái việc làm thủ công nó khác một chút, cái độ chính xác cao hơn. Ví dụ tiếp theo thì đoạn đầu thì vẫn giống thế, mình sẽ thay đoạn tiếp theo là như này. Với mức ý nghĩa 5%, ban giám đốc có đồng ý với tỷ lệ 70% hay không? Chúng ta cũng đi phân tích đề là như thế này, có mức ý nghĩa 5% tức là alpha 0,05,
Đồng ý với tỷ lệ hay không? Đồng ý tức là dấu bằng đấy. Được. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Trắc nghiệm thứ nhất sau đây. Hãy lập giả thuyết không giả thuyết đúng. Nếu ở đây gọi là P là tỷ lệ công nhân đáng được tăng lương. Xin vào. Đúng không? Đúng là phải là giúp băng chứ không phải là giúp băng. Tiếp tục viết lệnh kiểm định. Xin mời. Ủa, nhiều này khoai hết các bác. Chọn đề. Rồi. Trong trường hợp giải thủ công tiếp thì chúng ta sử dụng phương pháp quy luật quyết định, tức là giá trị tới hạn công thức ấy. Chúng ta tính ra được và trị tuyệt đối của Z là bằng 3,062. Và Z0,025 là bằng 1,96. Sai yếu đẳng thức trên thấy nó đúng. Như vậy chúng ta bác bỏ giả thuyết không, tức là ban giám đốc sẽ suy ra rằng tỷ lệ công nhân đáng được tăng lương không phải là 80%. Nếu dùng phương pháp lấy giá trị thì chúng ta sẽ tính như thế này, không bằng 0,0037. Sử dụng phần mềm R thì rất là nhẹ nhàng ở bước thứ ba, những bước 1 và 2 giống như trên. Parop.test 105, x bằng 105, n bằng 150, p bằng 0.8, correct bằng 4. 4. Mức ý nghĩa 5% lớn hơn p giá trị 0,022. 0,0022, do đó ta bác bỏ giả thuyết không, tức là mức đáng tăng lương không phải là 0,80%. Yêu cầu trưởng phòng làm lại. 4. Bài tập vận dụng. Chúng ta có một bài tập tương tự là bài tập 7.75. Ở đây thầy đã bổ sung thêm câu B. 7.75 câu A là chúng ta là ước lượng, còn câu B là tỷ kiểm định. Thầy đưa vào cho nó hoàn thiện đầy đủ nội dung cho của bài. Rồi, các em thân mến, như vậy là bài học số 7 về ước lượng và kiểm định đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào trong bài sau.